Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu với mọi người mẫu đèn LED chiếu cây công suất 36W, ánh sáng đổi màu RGB, sử dụng điện áp 220V. Đấy. Thì đây là hình thức của đèn. Đèn có chất liệu bằng hợp kim nhôm, thân đèn bằng hợp kim nhôm chống tĩnh điện. Có đế có thể gắn trực tiếp vào vào sàn. Nếu mà không muốn gắn đế thì mình có thể sử dụng thay thế bằng chân kim để cắm trực tiếp xuống đất. Cái loại đấy bên đèn hoàng gia cũng có. Lắp đặt cực kỳ đơn giản, mình lắp chân đế này rồi lắp thân vào. Đấy, đèn có thể xoay 360 độ hoặc là chỉnh góc chỉnh hướng này. Đấy, để mình lấy góc chiếu sáng nhất, tốt nhất cho cây của mình. Thì mẫu đèn này là mẫu đèn chiếu sáng có ánh sáng là RGB đổi màu, có 7 màu. Gồm có là màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu xanh lơ, màu trắng, màu vàng và màu tím. Ngoài cái ánh sáng đổi màu này thì bên đèn hoàng gia còn cung cấp cái loại ánh sáng một màu, đơn màu là gồm có ánh sáng trắng, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá và ánh sáng tím. Đấy. Cái mẫu đèn này là sử dụng nguồn điện 220V, nguồn điện 220V cắm trực tiếp. Thì ở đây thì có 3 sợi dây, trong đó sợi dây màu nâu và màu xanh là cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V, còn dây màu vàng này là cắm tiếp điện. Ngoài cái loại đèn là sử dụng nguồn điện 220V thì bên đèn hoàng gia còn cung cấp sử dụng nguồn điện là 12-24V. Đây thì là mình lúc đấy mình sẽ sử dụng cái bộ nguồn này để hạ áp xuống điện áp 12 hoặc 24V. Như bộ nguồn bên đèn hoàng gia đang trình chiếu đây là nó là loại nguồn 24V. Đấy, hạ áp từ 220 xuống 24V. Đèn ở cái bộ nguồn này là nguồn AC, có thể sử dụng được cái đèn đổi màu RGB. Còn nguồn DC ấy, là mặc định là không dùng được cái đèn đổi màu. Nguồn AC thì dùng được đèn đổi màu hoặc là một màu. Còn nguồn DC chỉ dùng được cho đèn một màu. Đấy, cái mẫu nguồn này thì là tiêu chuẩn IP68. Về công suất của nguồn cấp cho đèn thì lúc đấy mình sẽ dựa vào cái tổng công suất của cái hệ thống đèn của mình và khoảng cách giữa đèn với nguồn để mình tính cái công suất nguồn phù hợp. Thì ngoài ra là cái dây dẫn của cái hệ thống, nếu mà sử dụng 24V thì dây dẫn cũng phải là to hơn, tốt hơn. Đây. Ví dụ như cái nguồn này 50W thì dây nó bằng từng này. Nhưng nguồn này 100W, 60W sẽ dây sẽ phải to hơn. Đấy. Và lưu ý là khi mình lắp ấy, thì cái khoảng cách đèn với nguồn nếu càng xa thì bắt buộc là phải sử dụng nguồn công suất cao hơn để cấp đủ cho cái hệ thống của mình. Đấy. Đấy là với đèn sử dụng nguồn 220V. Còn ở mẫu trên này là mẫu xin lỗi, mẫu đấy là đèn sử dụng nguồn điện là 12-24V. Thì bên đèn hàng ra đều cấp. Còn đây là mẫu 220V. Đấy. Thì cái mẫu này là ngoài cái công suất 36W thì nó còn có công suất khác nữa, như là công suất 3W này, nhỏ nhất là 3W, 6W, 5W, 7W, 9W, 12W, 18W, 24W. Đấy. Rồi 48W, 50W, 54W. 54W là gần như to nhất rồi, không dùng loại cái dòng này là dùng 54W là to. Năm có loại con này 36W mà đường kính là hơn sấp chỉ 220 mm, loại 54W nó to hơn. Nếu như mình cần tăng công suất cao hơn thì loại đấy nó cực kỳ to, nên sẽ là dừng lại ở công tức suất là 54W. Với những cái cây cao thật cao, ví dụ như cây thông cao 40-50m thì lúc đấy mình sẽ phải sử dụng cái dòng đèn khác để chiếu, hoặc là sử dụng đèn này cũng được nhưng mà sẽ phải tăng cường thêm đèn thì cái ánh sáng mới chiếu được mạnh. Vì nó bản chất nó là ánh sáng chiếu điểm, điểm tỏa là góc chiếu là 60 độ. Còn nếu mà cây cao thì bắt buộc mình thu hẹp góc chiếu thì sử dụng mẫu đèn khác. Thì mẫu đèn đấy thông thường sẽ là cái loại tích hợp là 2W trên một mắt LED hoặc là 3W trên mặt một mắt LED để giảm kích thước của đèn. Cái đèn này là một mặt watt một LED nên là đèn rất là to. Đấy. Ngoài cái đèn chiếu cây, dòng chiếu cây này thì còn bên đèn hoàng gia có rất là nhiều mẫu chiếu cây khác, nó có khoảng tầm 10 mẫu chiếu cây. Thì cái đấy thì khi nào cần tư vấn thì bên đèn hoàng gia sẽ gửi mẫu cụ thể hoặc là sẽ làm video review ở trên cái trang YouTube này. Đấy. Thì quý khách hàng cứ tìm hiểu theo đấy. Bây giờ mình sẽ thử cái ánh sáng của nó nhé. Thì ở đấy, dây 220V sẽ có 3 dây. Trong đó dây nâu và dây xanh cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V. Còn dây vàng nó sẽ là dây tiếp điện. Bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp nguồn điện vào. Ở đây mình sẽ nối qua bằng cái jack này cho nó nhanh. Đấy. Thực tế mình phải đấu nối kỹ càng hơn. Bây giờ mình sẽ bật cấp điện cho đèn nhé. Đây, ánh sáng của nó.
Ánh sáng ban đầu của nó sẽ là như thế, nó sẽ nháy màu đỏ này, màu xanh lá cây, màu xanh dương, rồi màu khác nữa. Đấy, nó sẽ hòa trộn thành 7 màu cơ bản. Còn ngoài ra trong quá trình chuyển đổi màu thì nó sẽ có những cái màu nhẹ khác. Ở đây là chế độ nháy thì nó có nháy nhanh, nháy chậm. Hiện tại nó đang nháy nháy chậm. Nó có nháy nhanh hơn nữa thì đấy. Và nháy này có cái nháy nhanh chậm hơn nữa thì nó sẽ hòa trộn như gam màu khác nữa. Đấy. Nó sẽ nháy liên tục như thế, đèn đổi màu nó sẽ nháy liên tục như thế. Nếu mà cần dùng điều khiển thì sẽ phải đặt loại dùng điều khiển riêng, lúc đấy mình có thể chọn màu. Đây, do là bên ngoài ánh nắng cho nên là mình nhìn không thực tế được hết màu. Đấy, rất là đẹp. Ở đây qua camera ở đây mình nhìn đây là có cái vùng sáng trắng, nhưng thực tế là ánh sáng của nó là đúng màu. Ví dụ màu đỏ ra màu đỏ, màu xanh dương ra xanh dương, xanh lá ra xanh lá, đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Nó nháy nháy nhanh xong bây giờ nó chuyển sang nháy chậm và nháy từ từ. Đấy, nó sẽ ngả sang các cái màu khác nhau. Đấy, có cả màu cam nữa, nhưng có trong có 7 màu cơ bản là có màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá, màu xanh lơ, đấy, màu xanh lơ, rồi màu trắng, màu vàng và màu tím. Đấy, nó sẽ từng cặp màu nó sẽ tạo ra các cái màu khác nhau. Và cái ánh sáng của đèn ví dụ nháy nháy chậm ấy thì ánh sáng màu này yếu hơn một chút thì ánh sáng màu màu khác đủ thì nó sẽ tạo ra một cái màu mới nữa. Đấy, rất là đẹp. Đấy thì ai có nhu cầu mua hàng hay cần tư vấn thì vui lòng liên hệ với Đèn Hoàng Gia qua số điện thoại là 0393 392 666 hoặc truy cập trực tiếp website đenhoanggia.vn để đặt hàng. Và có thể là truy cập theo Zalo là 0393 392 666. Đấy, thì bên Đèn Hoàng Gia là ship hàng toàn quốc. Ngoài cái mẫu đèn chiếu cây này thì bên Đèn Hoàng Gia còn có rất là nhiều mẫu đèn chiếu cây khác cũng như là các loại đèn sân vườn khác như là đèn âm đất, đèn âm nước này, đèn trụ cổng tường rào, đèn trụ sân vườn, đèn chiếu cây, đèn led thanh chiếu chiếu tường, chiếu cột, rọi cột, đấy, led thanh để hắt tường hay là hắt tranh đều có. Ngoài dòng cái đèn sân vườn ra thì bên Đèn Hoàng Gia còn có các mẫu đèn nội thất trang trí trong nhà hay là các loại đèn công nghiệp như đèn nhà xưởng, đèn pha cao áp chẳng hạn. Đấy. Thì ai có nhu cầu vui lòng liên hệ với Đèn Hoàng Gia. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây thì mình đưa cái đèn công suất 36W đổi màu cho hắt vào tường để mình hình dung rõ hơn về cái ánh sáng của đèn nhé. Tường đang là cao 2m6. Ánh sáng đổi màu nó nháy như vậy. Khi chiếu vào cây thì nhìn nó rất là đẹp đấy. Chiếu vào cây thì nó phán ánh sáng cái tán lên nó đẹp lắm. Ánh sáng qua camera này nó hơi rực rực hơn so với thực tế nhé. Thực tế thì ánh sáng nó nhẹ nhàng hơn và nhìn nó rõ hơn. Qua cam thì nhìn nó hơi bị màu hơi đậm. Đèn sẽ nháy như vậy. Liên tục nháy nhanh rồi nháy chậm, chu kỳ cứ đổi liên tục như vậy. Thì nó có đấy, có 7 màu dạng RGB. R là red đỏ, G là green xanh lá cây, B là blue màu xanh dương. Đấy. Sẽ kết hợp từng cặp màu tạo thêm 4 màu nữa. Ví dụ xanh dương xanh lá cây, xanh dương đỏ, đỏ với cả xanh lá cây và xanh dương xanh lá cây đỏ nó sáng một lúc. Đấy thì nó ra những cái màu như vậy. Để tạo màu xanh lơ, trắng vàng và tím. Màu rất là đẹp đúng không ạ?